mọi người, mình là Nam. Hiện tại mình đang theo đuổi nghệ thuật. Trước đây mình cũng đã từng đi chụp rất là nhiều, nhưng mà đa phần đều là chụp thời trang, fashion. Ở thời điểm hiện tại thì mọi người thường chú trọng về việc xây dựng hình ảnh cá nhân của mình. Và Nam cũng đã nhận ra điều đấy. Đó cũng là lý do tại sao mà Nam lựa chọn gói chụp hình doanh nhân của My Studio. Đến với My Studio thì Nam hoàn toàn hài lòng với chất lượng, cũng như là cả một ekip support phục vụ tận tình từ A đến Z. Và nếu bạn muốn xây dựng và khẳng định hình ảnh cá nhân của mình, hãy lựa chọn My Studio.